laptop gaming Legion, giá từ 23 triệu đồng. Lenovo vừa công bố đã nâng cấp dòng laptop gaming Legion lên chip xử lý hiệu năng cao Intel Core thế hệ thứ 9 cùng các đồ họa mới, đồng thời ra mắt IDEA PADL340 mới, một lựa chọn bổ sung khác trong dòng sản phẩm gaming của hãng. Tổng cộng có 3 sản phẩm laptop được giới thiệu, bao gồm LENOVO LEGION i740. Lenovo -E 540 và IdeaPad L340 GAMING mới. Trong đó, nổi bật nhất là Lenovo -E 74015 tình sản phẩm được nâng cấp với chip xử lý Intel Core i7 thế hệ 9 mới nhất cùng Windows 20 Home và tùy chọn các màn hình NVIDIA Firefox RTX 2060 thế hệ mới. Màn hình FULL HD 144Hz được hỗ trợ bởi công nghệ NVIDIA G-SYNC giúp loại bỏ tình trạng giật xé và khó chịu, độ sáng màn hình lên tới 500 nits nhờ sự hỗ trợ của Dolby Vision. Máy được trang bị bộ nhớ trong DDR4 32GB tốc độ cao 2666MHz và bàn phím 100% anti-ghosting kèm hệ thống đèn nền CORSAIR EQRGB với 16 triệu màu tùy biến. Trong khi đó, Legion i540 được trang bị các màn hình GeForce 1650 GPU, chạy chip Intel Core i7 thế hệ 9 và dung lượng pin ước tính đạt 6 giờ hoạt động liên tục. IDE APADL340 cũng khá ấn tượng khi được trang bị chip Intel Core i7 thế hệ 9, các màn hình NVIDIA GeForce GTX 1050, âm thanh Dolby Audio. LENOVO LEGION i740 và 540 nhân dân tệ hiện đã có mặt tại các đại lý trên toàn quốc có giá khởi điểm tương ứng là 48990000 VND và 22.999 VND cả hai máy được hưởng chế độ bảo hành 1 năm kèm gói dịch vụ bảo hành cấp tốc 3 giờ. Lenovo 340 hiện đã có mặt tại các đại lý trên toàn quốc, có giá khởi điểm là 18.990.000 VNĐ với dịch vụ bảo hành tận nơi 1 năm. Như Quỳnh